có khinh ai chưa? Có khinh chứ. Trong cuộc đời này mình cũng phải có người mình khinh tới. Đúng rồi, nhiều chứ người chưa phải là khinh bởi vì người ta không bằng mình, khinh bởi vì người ta thế nào thì lý do chị khinh nó sẽ có một cái hình thức vậy nè, tức là chèn ép là không muốn người kia xuất hiện bên cạnh mình, ví dụ. À, không muốn người kia đứng trên sân khấu với mình là chị từng bị rồi. Là chị là nạn nhân hay là chị là chị là nạn nhân? Chị chưa bao giờ ép ai hết. Chưa bao giờ ép ai. Chị kể câu chuyện đi. Thôi. Tại vì nó có liên quan tới một cái chị kia cũng đã từng không muốn đứng chung sân khấu để cắt băng thắng thành với chị. Chị nghĩ chị nói như vậy là người đó đã biết rồi. Người đó đã biết rồi nhưng chị không cần nói tên. Chị đánh giá thế nào về cái cuộc chiến của những người mà gương mặt thương hiệu vừa qua? Chị không nhận định gì hết. Chị không muốn nhận định về người khác trong cái buổi phỏng vấn của mình. Đâu có liên quan đến chị đâu. Cũng là một vấn đề trong showbiz. Nhưng mà mình không nên mình không nên nhận định. Nhận định về cái việc chèn ép trong showbiz. Thì ngay cả bản thân chị xưa giờ chị có đi chèn ép người khác chưa? Hay có ai chèn ép chị chưa? Chị thì chưa bao giờ chèn ép người khác. Nhưng mà việc chèn ép là có trong showbiz là thật sự. Thì lính cũ mà chèn ép lính mới là đó là điều bình thường thôi. Từ xưa giờ cho nghĩ trong showbiz ai cũng phải biết chuyện đó rồi. Nó sẽ có một cái hình thức vậy nè, tức là chèn ép là không muốn người kia xuất hiện bên cạnh mình, ví dụ. À, không muốn người kia đứng trên sân khấu với mình là chị từng bị rồi. Là chị là nạn nhân hay là chị là chị là nạn nhân? Chị chưa bao giờ ép ai hết. Chưa bao giờ ép ai chị hết. Kể câu chuyện đi. Thôi. Tại vì nó có liên quan tới một cái chị kia cũng đã từng không muốn đứng chung sân khấu để cắt băng thắng thành với chị. Chị nghĩ chị nói như vậy là người đó đã biết rồi. Người đó đã biết rồi nhưng chị không cần nói tên. Nhưng việc đó có diễn ra không? Thế là chị không được đứng trên sân khấu nữa. Không, chị đứng lên mà người đó biết. Còn chị đứng thì người đó sẽ bỏ về. Và chuyện này hình như là năm 2013, năm 2014 chị nhớ là vậy. Nếu mà nghe cuộc phỏng vấn này thì người đó sẽ tự biết. Nhưng mà khi mà chị sau đó chị mới biết hay là sao? Chị biết ngay tại đó luôn. Thì người quản lý đó nói lại với chị. Tại vì em lên thì người đó sẽ bỏ về. Thì chị làm đúng theo nguyên tắc thôi. Tại vì trong hợp đồng là rõ ràng là hai người phải cùng lên cắt băng thắng thành đó. Thì người đó nói là có Trinh lên thì người đó đi về. Thì người đó không lên đó. Thì chị thấy người đó không có chuyên nghiệp. Cho dù là không thích chị hay ghét chị hay là nghĩ chị không cùng đẳng cấp, thì trong hợp đồng đã là phải là công việc là công việc. Còn ngoài đời thì họ muốn khinh chị cũng được, họ muốn coi thường chị cũng được. Nhưng công việc là công việc, không nhất thiết phải thể hiện như vậy. Chị có khinh ai chưa? Có khinh chứ. Lý do? Trong cuộc đời này mình cũng phải có người mình khinh tới đây. Đúng rồi, nhiều chứ chưa phải là khinh bởi vì người ta không bằng mình, khinh bởi vì người ta thế nào thì lý do chị khinh. Và người và không, chị khinh những người mà ở ngoài tỏ vẻ ra trong sáng, cao sang, trí thức này nọ nhưng bên trong họ tệ hơn mình rất là nhiều. Mặc dù học thức hơn mình, hiểu biết hơn mình, nhiều thứ hơn mình, nhưng mà ở cái tính cách và ở cái tư cách họ thua mình. Thì chị điều đó làm cho mình khinh. Chị sẽ thể hiện cái sự khinh đó chứ. Không, chị thể hiện cái sự khinh đó là sao anh ta? Không biết sao nữa. Nói chung là nếu như mà bắt buộc công việc phải làm việc chung thì chị vẫn làm. Đôi khi trong cuộc đời, cho dù mình có vui vẻ với tất cả mọi người thì lúc nào cũng có một vài người, vài người cái cục cộm trong lòng. Đúng rồi. Và chị là một người khó bỏ qua. Chị là một người nói khó bỏ qua thì cũng đúng, chị không biết nói sao cho em hiểu. Chị là một người vừa dễ tính và cũng là một người sẽ giữ cái cục đó hoài trong lòng mình. Và chị sống với nó mãi. Đôi khi có những cục mà do hai người chưa hiểu nhau, hoặc do có những cái việc mà hai người không chịu mở lòng với nhau cho nên mới gây ra những sự hiểu lầm đó thôi. Không, chắc em cho chị cứng đầu cũng được. Một khi một người chị đã ghét rồi thì có ai nói gì chị cũng ghét, lại cũng sẽ ghét thôi. Trong cuộc đời chị có nhiều cái cục gì không? Trong showbiz thì chắc cũng có 2-3 cục. Cũng có 2-3 cục. Còn trong cái cuộc sống xã hội? Trong cuộc sống xã hội thì dòng họ bên mẹ của chị, mẹ ruột á, nó hẳn hết rồi đó. Về các vấn đề xã hội thì em nghĩ là cái đó là mình tôn trọng mỗi người thôi. Cảm xúc của mỗi người, họ sẽ có những cái cục mà họ không thể bỏ qua trong cuộc đời được. Nhưng mà về dòng bà con, dòng họ, em nghĩ là ít nhất người ta cũng là máu mủ của mình. Cái này không, cái này em sẽ nói chị cứng đầu. Thì đó em nói dĩ nhiên em sẽ không biết câu chuyện. Em sẽ không biết câu chuyện. Đối với chị, nếu như một người ngoài mà họ ở ác với chị á thì chị sẽ coi việc đó là bình thường. Nhưng nếu như là máu mủ mà coi chị không ra gì, ở không có được tốt với chị, thì chị sẽ ghim nặng hơn cái người ngoài.
em thấy chị cũng có nói quan điểm này trên nhiều một số tờ báo rồi. Đúng, chị cũng có nói một số người giống em nói là chị cứng đầu. Tại sao cứ giữ vậy hoài, nhưng mà cũng có một số người họ cũng giống tính của chị. Thà là người ngoài đối ác với mình, có thể là mình sẽ quên đi, giữ cũng không được cái gì. Nhưng mà người trong dòng họ, người máu mủ mà đối xử không ra gì với mình thì mình còn hận hơn là đối với người ngoài. Sắp tới ngày của mẹ rồi đó thì Trinh có... Thật ra chị không có quan trọng ngày của mẹ hay là sinh nhật của mẹ. Đối với chị, ngày nào chị thích thì nó là cơ hội, thì nó sẽ là cơ hội. Tại vì cái sự thể hiện tình yêu thương của mẹ mỗi người nó cũng mỗi sắc khác nhau. Chị là hơi khô khan một chút xíu, không có được mỹ miều, không có được nhắn tin kiểu ngọt ngào hay như thế nào mẹ. Nhưng mà mẹ thích, mẹ thấy cô hàng xóm đeo cọc chì đẹp quá, là chị sẽ mua cho mẹ. Không nhất thiết là ngày sinh nhật hay là bất kỳ ngày nào. Chị là một người đó, chị mới nói với em nó không có được, không có được, không có thể hiện nó quá ngọt mà nó quá sến đấy mẹ, hiểu không, kiểu vậy á. Em thấy bây giờ chị ngọt lắm rồi đó. Ủa vậy hả? Đỡ bánh xe hơn rồi đó hả? Đỡ bánh xe hơn rồi. Nói chung là nếu mà nhìn cái cách chị đối xử với mẹ chị bề ngoài á, thì không ai nghĩ là chị thương mẹ. Nhiều khi chị nóng tính lên chị cũng lớn tiếng với mẹ nữa, con nói với mẹ rồi không phải cái đó, thì dù vậy như cái đó, nhưng mà tình thương trong mình là có. Ví dụ như đó, chị đi mua giày cho mẹ chị cũng ngồi xuống sổ vậy, đối với chị một cái chuyện rất là bình thường đó. Hoặc là đi đâu đó thấy tóc mẹ rối chị vuốt lại cho mẹ. Nói chung là chị có cảm giác chị có mẹ như là người bạn chị đó. Kiểu vậy đó. Chị có, như khi chị nóng tính lên chị có thể quát mẹ luôn, nhưng mà quát xong ê mẹ mình kiểu mẹ biết chị nói không. Bản tính chị là kiểu như vậy, giống như là mình coi mẹ mình giống như là, nhiều khi chị thấy giống như là hình như mình không coi bả là mẹ sao á, mình coi bả là bạn. Tại vì nhiều cái cách nói chuyện của chị, Sáu Phương là đi đâu nè đẹp vậy mới, ví dụ vậy. Cái gì là gì? Sáu Phương, mẹ gì là Sáu Phương, Sáu Phương nè đẹp không ơi, đâu đẹp vậy, ví dụ vậy. Rồi nhiều khi chị quát xong chị chích cha mẹ, hiểu không? Em hiểu chị nói không, là chị có cảm giác giống như là chị coi mẹ chị giống như là bạn vậy đó, giống như là vậy. Rồi sinh nhật của mẹ hay ngày của mẹ là, chị giới thiệu với em chắc chị nhắn tin cho mẹ được những cái ngày đó nhiều khi chị vui vui hay là chị gì chị nhắn chắc được một hai lần. Còn từ đó tới giờ thiệt luôn á, thề luôn á. Năm nay có vui không? Thề luôn á. Chị không phải là con người quan trọng ngày sinh nhật hay là ngày, chị thiệt luôn á. Nhiều khi thấy người ta nhắn là họ nhắn cho bà thử coi, ví dụ vậy, hiểu không? Biết. Em ấy. Nhưng mà có mấy cái lần đó là nhắn cái gì? Chúc mừng sinh nhật mẹ dấu yêu, ví dụ vậy á, ăn vậy là sau, thôi. Sau đó tự cảm thấy sớm. Tự cảm thấy sớm thì bọn là thấy biết ngày của mẹ, thấy đọc trên bài báo, thấy đứa này đứa kia, mình thử nhắn tin cho bà còn sao, cảm giác gì nó khác không, ví dụ vậy. Không quen. Rồi bà trả lời sao? Bà hỏi có phải mày không? Bà trả lời sao? Ủa sao hôm nay nhắn tin cho mẹ vậy? Tại đọc mạng thấy nhiều người nhắn, có nhắn lại thử sao? Mẹ cũng hơi bất ngờ. Nhưng mà mẹ chị nghĩ là mẹ chị sẽ vui, rất là hạnh phúc. Nhưng mà do chị không quen thôi, nếu như chị tập cái thói quen đó thì sẽ làm cho mẹ chị vui hơn. Vậy năm nay vui đi, năm nay thử vui coi. Mình sẽ nhắn tin cho mẹ gì đi. Không suy nghĩ ra trong đầu. Nó trống rỗng mà chưa suy nghĩ ra. Tại vì do tính cách mình không phải là vậy á, nên là mình không có suy nghĩ ra được trong đầu đó. Chị chỉ thấy là mẹ thích gì mình, chị tính thích gì mua, nhưng mà là có điều kiện mình sẽ mua cho mẹ cái đó. Chị là vậy. Có lúc nào cảm thấy có lỗi mẹ không? Những lúc chị quát mẹ xong rồi chị nhớ trực lại bả là mẹ mình đó. Có lần nào thiệt luôn á, có lần nào làm quá lố nhất không? Có lần mẹ nào hỏi làm... tài xế biết liền. Em nhìn hả? Nhiều khi chị quát vậy đó. Thì lần nào làm lố nhất? Lố nhất là la và khóc luôn á. Là nhưng mà chuyện gì? Không biết, không nhớ chuyện gì á, do cái bản tính chị nó hơi đàn ông. Nó hơi bị lớn tiếng á, nó hơi bị ấy lên, nên là cái người nào mà dễ xúc động á, mẫn cảm xíu á là sẽ khóc á. Nhưng mà mẹ chị lúc nào cũng nhẹ nhàng, cứ nhẹ nhàng với chị. Cứ nhẹ nhàng, không có sao. Mẹ phải có. Mẹ biết rồi, mẹ nhớ sai. Chị cứ lớn tiếng thì mẹ chị cũng vậy đó. Khi chị sai mẹ có chỉ ra sai không, hay là mẹ vẫn cứ nhẹ nhàng? Vẫn cứ nhẹ nhàng, có sai thì chỉ sai nhẹ nhàng thôi. Có sai cái này không phải, hôm qua con không nói với mẹ, con nói với mẹ là vậy nè đó, hiểu không? Có nghĩa là mình sai luôn á, chị chấp chị sai luôn á, mà mẹ cũng không chấp chị sai. Chấp sai luôn, cũng bà cũng không lớn tiếng lên được. Ngày hôm qua con không phải con nói vậy, hôm qua con dặn mẹ vậy nè, mấy giờ vậy vậy nè. Ủa vậy hả mẹ? Vậy thôi con xin lỗi. Con mình thì tỉnh bơ, hiểu không á? Ví dụ chị cũng là một người là có lỗi là xin lỗi liền. Chị sai là chị xin lỗi liền. Vậy hai con quên thì em quên, con xin lỗi mẹ nghe. Vậy đó. Giờ nhìn vô ống kính đi, gửi một cái lời, gửi một cái tin nhắn, thử một lần xin số cải lương cho mẹ coi. Trời ơi, mẹ
hoặc, hoặc là bất cứ chị chọn phong cách gì cũng được, nói xấu xa cũng được, hay là phong cách gì mà thường gửi đến Sáu Phương là chỉ mong là con sẽ giảm được nóng tính và bớt lớn tiếng với mẹ mỗi lần mà dặn cái gì đó mà mẹ hay quên vậy đi. Mệt quá à, sao kỳ vậy. Vì vậy đó. Còn còn à thôi em sorry, mẹ trước là chết thì chị sinh ra là chết, chị còn quá nhỏ sinh ra đã chết rồi nên là chị không có ký ức nhiều. Chị chỉ nghe mọi người nói là mẹ cũng rất là đẹp, rất là đẹp, cũng rất là hiền. Chị chỉ nghe như vậy thôi, và thương các thương ba anh chị trước của chị cũng rất là chăm sóc vậy thôi, chứ chị chưa không có ký ức gì nhiều với người mẹ đầu tiên. Nhưng mà những cái mà may mắn của chị trong cuộc sống, hoặc là những cái nạn gì đó mà chị thoát qua được thì chị đều liên tưởng tới mẹ trước của chị hết á. Okay. Có nghĩa là mình nghĩ là nhờ có mẹ phù hộ nên mình mới được như vậy. Mình lên Sài Gòn mình không có bị sa ngã vô những cái cạm bẫy, mình né được hết. Thì chị nghĩ là nhờ mẹ chứ không ai đâu hết trơn á. Từ một đứa con gái dưới quê lên cũng ham tiền thấy bà luôn, cũng mê tiền cũng này nọ, mà tại sao mình lại né được. Là chị nghĩ là chắc do là mẹ của mình giúp cho mình né được, giúp cho mình né được những cái cám dỗ đó. Chị nghĩ là một mình, sức một mình không có cưỡng lại cái đồng tiền nổi đâu. Chắc là do mẹ mình á, nên là mình vượt qua được những cái cám dỗ đó, thì nhờ mình vượt những cái cám dỗ đó thì mình mới được như ngày hôm nay. Mặc dù mình mang tiếng rất là nhiều, nhưng mà những ai tiếp xúc với mình, những ai quen mình, yêu thương mình thì họ đều nhận định ra được cái điều đó. Giống như một lần Trinh, giống như hồi nãy Trinh cũng sẽ gửi một cái message, một cái tin nhắn tới mẹ của, giống như một tin nhắn lên thiên đường. Con cảm ơn mẹ đã phù hộ cho con những cái năm tháng mà con sống ở trên Sài Gòn, để con có thể vượt qua được những cái cám dỗ mà cái nghề mà con đã chọn đưa đến. Và khi mà con vượt qua được những cái đó, mà khi con có sự thành công của ngày hôm nay, thì con luôn nghĩ đến mẹ trong lòng, là mẹ đã ở trên cao và phù hộ xuống cho con.